Xin trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn Điện Máy Nhật Bãi. Tiếp tục chương trình chia sẻ các cái dòng sản phẩm máy phát điện thông minh và hữu dụng. thì hôm nay em Huấn xin trân trọng giới thiệu anh chị cái dòng sản phẩm máy phát điện Nhật Bãi mà bên em đang phân phối trên thị trường đây. Đấy, dòng này là dòng Denzo Zanma đều là Denzo và Sinewa đều là dòng 2 ký rưỡi anh em các bạn nhé. Đây là những cái dòng mà rất là chất lượng, Đó, hàng chất lượng và Chạy điều hòa 12.000 PTU thoải mái luôn Điện thắp sáng gia đình rồi cắm cơm bơm nước cùng một lúc được rất là ok anh em các bạn nhé Đấy cái dòng này bên mình đang phân phối Đấy, Thị trường rất là ưa chuộng đón nhận Hàng nồi đồng cối đá Đây những cái lốc máy còn sáng trang luôn anh em các bạn nhé Máy móc còn gần như mới luôn Đấy bên mình thì vận chuyển toàn quốc Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ Đây là cái đơn mình chuyển xỉ cho khách này Đó, Rất là nhiều hàng để xỉ cho khách thì... Đấy hôm nay là hàng đi cho khách đây Hàng xỉ đây Thì bên mình là tổng kho máy phát điện bãi Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ Xin chào lại các bạn video sau